Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nhá. Rồi, anh trai em trai. Dạ vâng, hôm nay chị gái cùng với em trai về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Nhờ tìm con. Tìm con ha. À. Chị gái có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị được biết là chị gái tên là gì? Tôi tên Phan Thị Thúy. Phan Thị Thúy, chị đến từ đâu? Đến từ Cần Đước, Long An. Chị ở Long An ha. Năm nay là chị về tìm con. Còn em trai tên gì? Em tên Quỳnh Minh Châu. Em đến từ? Cũng Long An luôn. Long An ha. Đây là hai mẹ con hay là như thế nào? Hai mẹ con. Hai mẹ con? Con rể. Con rể ha. Tức là hôm nay anh rể về đây tìm em ha. Là gọi là tìm cậu ha, tìm em vợ ha. Em vợ. Em mời chị chia sẻ chi tiết sự việc con nhà mình bỏ đi như thế nào? Thì... Mình nói lớn lên chị. Thì ban đầu thì mấy bữa đầu thì nó... nó cũng đi chơi rồi nhưng con mà... nhà đầu tiên mình nói lại nè, con nhà mình họ tên là gì? Nói lớn lên chị. Lưu Hoàng An. Nó tên Lưu Hoàng An. Nó mới 15 tuổi à. Trong khi là mấy bữa đầu thì nó cũng có đi chơi mà 8-9 giờ tối nó về. Rồi nó xin là bữa thứ bảy nó cho mẹ cho con đi chơi một lần nữa thôi, mượn xe đi chơi bữa nữa thôi. Rồi xong rồi thứ bảy nó đi rồi nó đi luôn á. Thứ bảy là vào ngày nào? Ngày 4. Ngày mùng 4 tháng 11. Mùng 4 ngày nè. Mùng 4 tháng 11. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11. Là được 6 ngày. Rồi nó đi rồi 2 ngày đầu thì liên lạc được, còn 3 ngày 4 ngày sau rồi không tắt liên lạc luôn. Khi con trai nhà mình đi có đem theo phương tiện quần áo gì không? Không có đem gì hết, nó bận cái áo khoác màu đen với sọc đỏ. Rồi với nó chạy chiếc xe à. Xe của ai? Xe của anh rể. Xe rồi màu cái gì? Điện thoại. Xe màu đỏ. Xe hiệu gì em? WRXX. WRXX, biển số bao nhiêu? 55I5961. Em đọc lớn lên cho anh và đọc chậm lại cho anh nhờ. WRXX 55I5961. Xe đó là ai là chủ sở hữu? Em. Em hả? Ủa tại sao con nhà mình mới 15 tuổi mà chạy xe rồi hả? Thì nó chạy xe cứng lắm mà thấy nó đi, bắt nó đi rước học trò con như nó thằng này nè. Cứng là... Đi lui á. Mình nghĩ có biết là mình nghĩ là nó mình có biết cho con giao xe cho con chạy như vậy là vi phạm luật giao thông không? Biết không? Thì biết nhưng mà cũng gần á. Không được nha, cái này cây là rưỡi số, 2 cây số à. Cái này là em không đồng ý rồi nha, vấn đề mà giao xe cho con chạy chưa đủ tuổi là em không đồng ý à. Nha, cái này là vi phạm luật nha. Bây giờ là con đi từ bữa giờ là 6 ngày. 2 ngày đầu thì liên lạc được. Còn 2 ngày sau là còn 4 ngày sau là không có một thông tin gì. Con bình thường ở nhà có làm công việc gì không? Không có làm. Bé đi học không? Ở không, nghỉ. Nói lớn lên chị. Nghỉ. Nói lớn lên giúp nghỉ em. Nghỉ rồi. Nghỉ học. Nghỉ học, nó học lớp 5, lớp 6 nó nghỉ rồi. Vậy nhà làm nhà gì? Nhà không không hà. Nhà mình đông con không chị? Nhà 3 đứa con. Bé này là con thứ mấy? Bé Út. Bé Út à? Út. Bé có sử dụng điện thoại nhiều không? Có, nó có cái điện thoại, tại nó đi làm. Có hay chơi game không? Thì nó chơi đó, nó chơi nhiều lắm, nó chơi sáng đêm luôn á. Bé có nhiều bạn bè không? Bạn thì mình không biết, thấy nó nói chuyện vô điện thoại. Tại vì đi lên chòi không hả, không có ít có nhà đó. Mình lên chòi nuôi tôm đâu đó. À, nhà mình nuôi tôm à. Còn con thì ở nhà là sáng thì đưa cháu đi học, chiều thì đón cháu về đúng không? Đúng. Ngoài ra là đón cháu không có làm gì hết trơn. Không làm gì hết. Nó cũng như nó ghiền cái đó, nói không nghe. Ghiền điện thoại á à. Xong cho con mình... điện thoại hư đang sao... không mua nữa nó. Sao mà... gia đình không cho con học nghề đi? Học nghề thì nó đòi sửa xe. Sửa xe nhưng mà sửa xe thấy nó chạy xe dữ á, cho nên không muốn cho nó đi học. Là tính qua năm tới là mới cho nó đi. Con nhà mình có ngoan không? Thì nói thì nói chung nó không nghe, là có một cái mình kêu thì mình chỉ dạy nó cũng đính thinh à, nó cũng trả lời đi trả lời lại vậy á. Vậy đó. Thì trước khi ngày mùng 4 thì gia đình mình có ai la dạy gì bé không? Có la dạy gì con của mình không? Không thì cũng như cha nó nói sơ sơ là nói là sao con không đi làm đồ này kia vậy đó. Nó cũng đính thinh à, nó không nói gì á. Tới giờ phút này chị sợ nhất là con chị đi đâu? Gặp bè gặp bạn với mấy đứa ăn chơi đó. Có khi nào mà con của chị đi tìm việc làm trên mạng xã hội không? Có không?
không biết để mình. Thời gian gần đây trước khi bỏ đi á, con có tâm sự với mẹ là con muốn đi làm hay đi đâu đó không? Không, không có tâm sự, nhưng mà chỉ đâu nó đi đó. Ừ, bây giờ kêu con đi làm chuyện này chuyện kia rồi nó đi. Thí tỷ như chị kêu nó con sửa xe thì nó nghe lời sửa xe, còn nó kêu đi làm nghề chuyện nghề khác thì nó cũng đi làm nghề khác, nhưng mà nó phái nghề sửa xe. Vậy là tới giờ phút này là không mà biết tin tức nữa, không biết năm nay xấu không có cho nó đi. Lại còn theo năm xấu nữa, năm xấu là năm sao? Thí tỷ năm cũng như là tuổi nó xấu mình, rồi cho nó thấy nghe. Mình mê tín quá nhỉ, chị mê tín thế. Rồi cứ năm nào năm xấu rồi chừng nào con mới được đi học nghề. Tính qua Tết này nè, bữa cũng có nói nó đấy, thôi qua Tết con đi kiếm chuyện gì làm, tại nó chưa đủ tuổi mà. Cái sự việc này chị đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? À. Rồi đúng không? À. Vậy là mấy ngày trời qua mình có đi tìm con ở đâu chưa? Thì tìm vòng vòng đó chị không, cũng thấy rồi, mình đâu biết nó chơi với ai đâu mà tìm. Bà hồi thằng bạn ở xóm thì nó nói là đi Bạc Liêu. Rồi đâu 3-4 ngày sau thì nó nói, hỏi thằng đó nữa thì nó nói là ở Cần Giuộc. Mà mình tìm không có, gửi đi tìm nè, không có. Em trai em bổ sung thêm thông tin gì không? Em biết gì, thông tin gì về em vợ của em không? Cái này em không rành, tại em đi làm không, em ít ở nhà lắm. Em có ở chung nhà với em vợ mình không? Có ở chung nhà mà đi làm, em đi biển. Em làm công việc gì, đi biển, đi ghe hả? Đi ghe. Bao lâu mới vào đất liền? Là cũng vô đất liền thường xuyên mà 1-2 tháng em mới về nhà một lần. Em có thấy mỗi lần về em thấy dấu hiệu của em vợ mình như thế nào không? Chị thấy em nó chờ ở nhà thì tối chơi game thôi à, chứ không có ngoan không, ít đi chơi gì đâu, ít đi chơi nhưng mà có ngoan không? Thì thấy ở nhà thì về, mỗi lần về thì sai ha, nhờ cái gì em nó cũng làm, vậy là ngoan ha. Lần này thì em vợ mình đi thì theo như bản thân em nghi ngờ là đi vì lý do gì? Thì sợ tôi trẻ bị bạn bè rủ đến dụ dỗ đi thôi. Rất lo, gia đình rất lo ha. Trên cái video này này, chị có điều gì chị muốn nhắn gửi tới con trai của chị không, để con trai của chị nghe được, con trai của chị quay trở về? Thì cũng muốn chứ. Chị nói đi. Nhắn nặng cho con nó về. Thì gọi tên con cho nói đi. An ơi, con có nghe lời bạn bè đi đâu á, thì con nhìn thấy cái clip này nè, nhìn thấy mẹ đây nè, con quay trở về, mẹ rất nhớ con. Rồi anh rể nào, anh rể nói cho em nghe được em về nè. Đi chơi đã rồi ấy, sắp xếp về ở nhà trong nhà lo, về đi anh kiếm gì việc cho làm, đừng theo bạn bè nghêu ngao nữa. Hy vọng rằng con trai của chị cũng như là em của anh xem được cái video này để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Hy vọng rằng bé An đang ở đâu đó thì hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình, bởi vì bây giờ ngay giờ phút này từ mẹ hôm nay cùng với anh rể cũng phải lăn lội về đây để mà đi nhờ các anh các chú đội sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì hy vọng rằng em hãy nhanh chóng quay trở về mà đoàn tụ cùng với lại gia đình, bởi vì ở ngoài đời ngoài đường rất nhiều cám dỗ và cạm bẫy. Thật sự rất bữa sợ. Nó có quay cái gì đấy, cái định vị hay gì phải không, quay cái chỗ nó ở mà không biết phải thật sự chỗ ở. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây lại là một câu chuyện của một người mẹ về đây để nhờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, bởi vì bé năm nay mới 15 tuổi. Thật sự thì gia đình rất lo, có thể rằng tới giờ phút này bé đã nghe lời bạn bè, cũng có khả năng là bé đã bị sự cám dỗ nên bỏ nhà đi. Thì nếu cô chú anh chị xem video này có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình một cách an toàn nhất. Thì hôm nay chị cùng với lại con rể của mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tin lên tìm con, đúng không ạ? Thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin của chị cũng như con của chị lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con mình không? Dạ đồng ý. Em trai đồng ý không? Cuối video này thì em không biết nói gì hơn là chỉ chúc cho hai mẹ con nhiều sức khỏe. Và đặc biệt sớm nhất tin vui là con trai sẽ quay trở về một ngày gần nhất nhá. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.